Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Thành EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái series mới mang tên là Minion Rush, kẻ đánh cắp mặt trăng. Thì cái tựa game này ra đời cái đây khá là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn update thường xuyên những cái hay ho, những cái gọi là cái sự kiện mới. Nên mình sẽ chơi cho anh em xem nha. Và mình rất thích cái tựa game này. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái đây là một cái tựa game theo kiểu dạng là run and run. Thì chúng ta sẽ chơi có một cái event đây thì phải. Và mình có thể chơi được này. Đấy, nó có event rất là ngon. Nào, vào thôi. Mình sẽ thử sức ở đây luôn. Sử dụng cái coin gì đây? Active. Nhảy lên nào. Cái con này là từ ngày xưa, mình có từ ngày xưa rồi. Để mua mấy con này thì ta cần khá là nhiều cái này đấy. Ồ, đây là một cái thành phố gì đấy, nhìn trông lạ nhỉ. Ngày xưa chơi rất là lạ luôn. Cây xương rồng ạ. Vãi chuồng thật. Coi kìa. Ôi, lao như điên vậy. À, cái này có thể là giúp chúng ta có thể lấy được. Ôi, ăn liên tục này, sướng chưa? Wow, wow. Xương rồng này cũng không phải sợ. Mình ăn được cái đồng coi đấy là mình tốt luôn. Mình cần 26 cái đồng coi tất cả. Trượt nước rồi, yes, yeah, hay hay. Lướt, lướt qua, lướt qua, lướt qua, lướt qua. Đấy, đồng coi kìa, đồng coi kìa. Bắt buộc phải ăn đồng coi. Mình sẽ cần 26 cái đồ chơi trẻ em này. Cái xúc sắc à? Cái lúc lắc à? Chắc là vậy. Nào, xong luôn, yes, hay. Cái này chắc là sẽ được mảnh tướng đấy mà, đúng không? Đấy, và mình sẽ được một cái hòm gì đó. Ok. Sisho de Major. Cái gì vậy? 26 này. Mình phải đợi thôi. Cái này chắc là phải đợi thời gian rồi. Và mình sẽ mở cái hòm được không? Đây 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 đây, sẽ mở cái hòm được. Yeah, vừa vào cái mở hòm luôn. Oh, open. Hòm này sẽ chứa mảnh tướng đấy mà. Oh, bên ngay là một cuộn giấy mà. Bên ngay blueprints. Ví dụ cái con này thì xem nào. Con nào cần mảnh tướng nhỉ? Đây rồi, rất là đều gần thẻ vàng thôi. Mình có mấy ba con này thôi. Con này thì cần mua bằng ấy này, bằng gold này, các thứ đây. Ok, để mình xem cái con nào cần mua bằng cái mảnh tướng đây. Đây là toàn mua bằng vàng hay sao ấy, đúng không? Jerry các thứ. Đây à? Nó ở đâu nhỉ? Đây là nó ở đâu ta? Mấy con này 2800 cả, đắt vậy. Mà sao ít con nhỉ? Mình thấy tưởng nhiều lắm cơ. Đấy, ví dụ con này chẳng hạn mua này, 2/5 đấy anh em. Đúng rồi. Đây này, cái cuộn giấy có thể đổi ra được này. Có thể đổi ra được Cleopatra. Ý ý ý ý. Đẹp phết. Yeah. Hoặc là Rider of Frankenstein cũng đẹp này. Nhiều cái hay phết. Rồi, và mình sẽ unlock cái trên này có cả quà cơ. Đấy, và mình sẽ đi tiếp tục là cái Jedi Lab này nha. Cái hỏi chấm là cái gì đây? Cho thử chơi xem. Nó còn có khuyên dùng cơ. Con khuyên dùng cơ. Mình không có thì mình cứ chơi bằng mấy con đều đều này cũng được này. Ngày xưa mình thấy nhiều tướng lắm cơ mà. Sao giờ ít thế nhỉ? Ít minion nhỉ? Ngày xưa nhiều lắm cơ. Sang bên này. Đó. Có XXL kìa. Cái XXL này giúp chúng ta tăng cái kích thước của mình lên nhá. Đây. Nào, đã tăng kích thước lên rồi. Rồi vào đây. Thịt hết luôn, thịt nguội luôn. Thịt luôn. Này này. Này. Chết hết, chết hết. Làm sao để chạy bằng mắt à? Làm sao được chạy khỏi anh được. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Khi mà chúng ta ăn mình đập mấy cái con này thì mình sẽ được tăng cái điểm lên nhá. Tăng cái điểm mà nhân 16 kìa. Lúc nãy có nhân 12 thôi. Nào 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 nào. Lách quá. Ui, xe. Tốc độ nhanh quá. Man. Cái máy hút bụi này thì không cần phải là đi đâu cả, mà chúng ta chỉ cần. Ua. Nó che mắt mình, không nhìn được cái gì luôn. Còn 2, 1 giây nữa. Mình cần phải lấy thêm máy hút bụi anh em ạ.
Đáng nhiên rất là tốt. Bonus rồi, bonus kìa. Có cái nào phát sáng cái là mình sẽ phải nhảy sang đấy ăn luôn. Trên kia nhân 2 kìa. Nhân 2 cái ôi sao mình rơi vào cái giữa cái khe này vậy. Ok, hay phết. À, nó có một số cái nhiệm vụ ở dưới này, nếu mà hoàn thành nhiệm vụ được tặng cái gì đó. Nhìn chung cũng hay. Mình chơi cửa 20 nhé, để qua được cái màn mới này. Đội mũ lưỡi chai sọc. Đang có hơn 22.000 thôi. Nhưng thiếu khá nhiều tiền để mua thu thập cái có một cái xe kìa, có chịu chưa? 250 thôi là chúng ta sẽ vượt qua được cái màn này. Không cần ăn XL đâu, XL thì nó sẽ ấy lắm, tốc độ nhanh lắm. Mình chơi cái này thôi, nhẹ nhàng này thôi. Mình đang được 53 rồi, mình sẽ cần khoảng 250 chuối. Tập trung, không cần phải đập với bọn kia đâu. Đập bọn kia làm tăng tốc độ lên thôi. Dĩ nhiên nó sẽ được nhân nhiều hơn, nhưng mà mình không quái lắm. Đấy. Vừa đập phát vào người kìa. 146. Thu thập đầy đủ cái này là được rồi. Cố lên. Có X2 thì ăn thôi. Sang bên này luôn, đúng rồi. Mình có một cái lần sử dụng cái năng lượng đặc biệt nữa kìa. Tốt đấy. X2 đây rồi, hay. Ô oh. Ui, tí chết. X2. Cố lên. Sang đây này. Sang bên tay trái. Hình như mình vượt qua rồi. Như chưa. Tốt. Mình đang đến cái mức thứ hai rồi. Mình lên được cái bonus là 13 rồi đấy. Tên lửa. Tên lửa để ăn thêm được nhiều hơn. Đấy. Yes. Lòng chảo đi rồi. Yeah. Hơi khó điều khiển nhỉ. Nào. Ăn hết luôn. Cái gì đây? Ui hay. Kìa. Xong rồi. Chúng ta vượt qua cái map này rồi. Thắng luôn. Đơn giản. Và level record, best score thêm mới này. X2 khi xem quảng cáo đấy. Rồi. Và chúng ta sẽ được thêm một cái cửa hỏi chấm này. Oh man, cái gì đây? Quay con minion kìa. Yeah, một cái map mới à. Và phải download này. The Mail. Một cái khu mua sắm thương mại gì đó. Hay. Ta sẽ vào và tiếp tục chơi nha. Play nào. Lên. Level 21 The Mail. Ui. Như phim hành động vậy. Anh trưởng thật. Ô cái khu này mới nhỉ. Thật sự mình bọn kia đang đi mua hàng kìa. Nhiệm vụ của người ta là nhân mấy đây. À, càng nhân càng thì sẽ càng thắng nhanh đúng không. Mình phải đập vào nhiều cái con minion càng tốt. XL. Tốt rồi. Quá khổng lồ đây. Đâu. Khu mua sắm này. Cái này có cả đấu boss cơ. Rất là hay. Rất là căng thẳng kịch tính. Nào. Bruce College. Thế đồ đập bọn này đi. Chưa thấm đâu. Để làm được với không. Sắp hết mega rồi. Cố lên. Yes. Thắng luôn kìa. Ngon vậy. Thắng luôn. Yes. Hay. Và chúng ta continue nào. Được có 37 cái banana thôi. Cái chuối thôi. Rồi, chúng ta sẽ sang được. Ồ, đồ boss thì sao ấy. Sao đồ boss rồi. Kilometer à. Đây là kilometer càng cao thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ càng sớm. Rồi, chạy càng xa đấy mà. Giờ này thì không nên ăn cái con minion làm gì nữa. Cái nhiệm vụ là nó yêu cầu là chạy kilometer. Cái này phải phụ thuộc vào khả năng thôi. XL. Nách. Vãi trưởng thật.
Mình lên nó cái chưa lên được 13. Lên là tốc độ tăng nha nhóc. Chúng ta tập trung ăn đấy thôi, ăn chuối thôi. Ôi. Trời ơi. Xịt một cái. Km là được có 297 này. Ăn giờ ok. Đáng nóng đúng không? Replay chưa qua bảng map này. Chúng ta phải vượt qua được cái đoạn đường rất là dài kìa. Ai tip kích hoạt cái nhân 2 km này. Mình có mất cái gì không nhỉ? Không thì mình không mất cái gì. Nhân 2 km thì chúng ta sẽ nhanh thôi. Rồi ôi, với cái xe bán hoa quả kìa khó chịu vãi trưởng luôn đấy. Tí chết, tí bị xe kẹp. Ghét vãi trưởng với cái xe đấy luôn. Xe bán hoa quả sang ngay vào luôn, đừng có siêu. Yes. Không cần phải ăn cái này bằng mọi giá đâu. Sang này luôn. Mất cái skill rồi. Sắp về đích, Yes, hay lắm. Nhân 2, sử dụng cái nhân 2 luôn. Hợp lý, km. Và chúng ta sẽ qua màn mới. Mỗi lần được có hơn 100 này bao giờ mới đủ được 100.000 đây. Đó. Cái gì đây? Robot chưa? Hình như mình sẽ robot rồi thì phải. Robot đây này. Robot khó lắm. Vào trong cái phòng thí nghiệm và chuẩn bị robot. X2 gì đây? Ta không dùng cái này mất tiền đấy. Cái nào free thì mình dùng thôi. Sao nó cứ lắc nhỉ? Nào, cái này thì mình khá là quen. XXL kìa. Tiến sĩ, đến bao giờ gặp được tiến sĩ đây? Đến bao giờ gặp thằng tiến sĩ kìa? Thằng tiến sĩ điên, nhà phòng điên. Nào, Mega Minions. Quá khổng lồ. Cái này càng làm mình khó hơn thôi. Hít nó, mình không biết sẽ gặp thằng này kiểu gì. Lâu lắm không chơi rồi. Nhân cao quá ấy, không ổn lắm nhờ. Thế mình nghĩ là vậy. Bây giờ chạy nhanh lắm. Phản ứng nhanh thôi, chứ biết làm nào. Nào, vào đây. Let's go. Lên. Có tên lửa kìa. Phóng tên lửa đi cho sướng. Chắc đến một cái đoạn đường nào đó. What the hell. That's me. Rồi, mình hiểu. Tránh. Ai giờ nhầm rồi. Phải ấn vào cái con đấy. Hiểu. Mình phải ấn vào cái con đấy thì nó mới mới có thể lấy được. Ai chả khó phết. Lo không chơi. Cửa này là cái cửa quyết định để mà qua màn mới đây. Bắt buộc phải đánh bại thằng boss này. Nào, let's go. Rồi. Chỉ cần ấn vào nó thôi là nó sẽ ấy luôn mà. Chạy đi đâu em. Cố lên. Bên kia có XL kìa. XL bỏ qua luôn. Mình không cần nữa. Cứ đến một đoạn đường đấy nó sẽ gặp được thôi mà. Không lo lắng lắm đâu. Nào này. Đi nhẹ nhàng thôi. Phía trước có Minion. Minion này chúng ta sẽ có một cái đóng băng kìa. Cái máy đóng băng tất cả luôn. Và mình sẽ được thêm điểm đấy. Tập trung một cái này. Rồi, đây đấu boss rồi. Kiểu gì phải hạ nó. Vector. Not so fast. Vào đây. Một phát này, hai phát này, tốt. Mình phải đánh nó 3 lần cơ thì mới hạ được cái đấy. Khó phết đấy. Chúng ta sẽ không đừng ăn con Minion làm gì nữa. Đúng rồi. Ê, lòng chảo cẩn thận rơi xuống nha. Cẩn thận rơi xuống chết luôn. Cố lên nào Minion. Ôi, sao nó cứ lắc theo cái khung hình vậy? Cái gì vậy? Này. Man.
phản ứng nhanh, phản ứng nhanh mình cần phải luyện được cái tay phản ứng thật nhanh. Nào 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 nào, mặt trăng, mặt trăng, được rồi, lên mặt trăng chơi gái. À, sao nó quay lại vậy? Nhìn chung là cái này chơi như này nó hơi khó một chút, chắc chắn là như vậy luôn. Nào 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 nào, đây 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 đây, cái này không thể nào mà có thể di chuyển nó thẳng hàng được anh em ạ. Là mình mất thời gian quá, bình thường ở trên điện thoại mình có thể chơi, mình ăn được khá nhiều luôn. Thôi rồi, tạm thời dừng ở đây vậy. Thêm cái score cho cái sao sao xanh xanh gì đó. Mình cần gặp lại thằng kia. Ê, ê. Trận này mình chơi khá tốt đấy, không phải nói quá tệ đâu rồi. Cần hai lần nữa thôi, đánh bạn này được. Mister. Ôi giời, đừng, trời ơi, mình sao đánh được rồi mà. Nào, revive lại, đang đánh dở. Ok, không thể được, đây đây đây, đấu boss rồi. Ấn chậm quá, ấn sai một cái là die luôn. Mình né khá là tốt rồi đấy. Một bé này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao bên này? Nó cho có. Ô ô ô, tí chết. Đây 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 đây, chắc chắn là như vậy rồi. Nào 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 nào, thấy chưa? Này này. Vào đây rồi, chúng ta được đến lần thứ hai ở đây. Càng quá nhỉ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi ôi. Cái màn hình này chéo chéo này khó chịu nhỉ. Con ngựa kia. Đây rồi, con ngựa rồi anh em. Lên thôi, lên thôi. Ăn ngựa ăn chuối. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta lên được đích rồi. Yes. Hơn 900 chuối kìa. Ôi. Ôi giời ơi. Nhìn đâu cả mắt ra. Phải vượt qua. Cố lên. Không phải thua được, mình gặp thằng boss đấy nữa, lần nữa. Chắc chắn là phải như vậy. Nào, 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 chúng ta sẽ đi để quả tên lửa cả. Đấy. Tốc độ cao sau vừa mới lên. Đây rồi, boss rồi. Cố lên, cố lên ạ. Nào, hóa luôn. Oh man. Chết. Rồi, đấy, mình đợi cái năng lượng đấy để mình tiêu diệt thằng boss mà. Hay quá. Old Bruce. Oh. Đã căng thẳng, mình mất 20 cái tiền gì đó. Để có thể vượt qua thằng này. Ui, nó liên tục thế có mà chạy vào mắt, đúng không? Mở cửa unlock này. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Minion Rush. Bye bye.